bà Nguyễn Thị Bình, Hiệp định Paris là thắng lợi mang tính quyết định. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam diễn ra sáng ngày 17 tháng 1 tại Hà Nội. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã có những chia sẻ về khoảng thời gian đàm phán tại Paris. Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, Nguyên trưởng Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris, Nguyễn Thị Bình, dù đã 95 tuổi nhưng vẫn nhớ như in khoảng thời gian tham gia đàm phán tại Paris. Bà Nguyễn Thị Bình nhớ lại, cuối năm 1968, bà nhận được chỉ thị của đảng tham gia đàm phán ở Paris. Bà bày tỏ niềm xúc động và lòng cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đã giao cho bà trọng trách lớn là tham gia cuộc đàm phán ở Paris. Trải qua hơn 4 năm đàm phán, bà đã hoàn thành nhiệm vụ là một trong 4 người ký vào Hiệp định Paris. Hiệp định Paris là một thắng lợi mang tính quyết định, đưa đến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, là kết quả của gần 20 năm chiến tranh ác liệt, chiến đấu gian khổ của cả dân tộc. Nhân kỷ niệm này, tôi xin tri ân các chiến sĩ đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Nguyên Phó Chủ tịch nước chia sẻ, theo bà Nguyễn Thị Bình, Hiệp định Paris là thắng lợi của ngành ngoại giao Việt Nam, cũng là thắng lợi về mặt quân sự và chính trị, đồng thời là thắng lợi của phong trào yêu hòa bình và tiến bộ của thế giới. Đó là kết quả của sự đoàn kết ủng hộ mạnh mẽ của thế giới, đem lại sức mạnh cho Việt Nam trên chiến trường cũng như tại bàn đàm phán. Tôi xin thay mặt cho nhân dân Việt Nam gửi đến đại biểu đại diện phong trào thế giới ủng hộ Việt Nam lời cảm ơn chân thành, bà Nguyễn Thị Bình nói. Nguyên trưởng Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nhấn mạnh, yếu tố quyết định dẫn tới thắng lợi của Hiệp định Paris là sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước. Bà bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt, truyền thống chiến đấu của dân tộc, Việt Nam sẽ phát triển mạnh và bền vững. Thắng lợi lớn của ngoại giao cách mạng Việt Nam. Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại lễ kỷ niệm cho biết, việc Hoa Kỳ đặt bút ký Hiệp định Paris đã đặt ngang vị trí Bộ trưởng Ngoại giao của bà Nguyễn Thị Bình với Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Roger, lúc đó là sự công nhận của Hoa Kỳ với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ông Hà Đăng nhấn mạnh, việc ký Hiệp định Paris là thắng lợi lớn của ngoại giao cách mạng Việt Nam. Lễ kỷ niệm được tổ chức hôm nay cũng là sự vinh danh xứng đáng những đóng góp to lớn của ngành ngoại giao. Tuy hai là một, tuy một là hai. Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù là đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chỉ ra những bài học quý báu về đối ngoại. Ông khẳng định, quá trình đàm phán ký kết và thực thi Hiệp định Paris là một pho sách vô cùng quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam với nhiều bài học mãi mãi còn nguyên giá trị. Trong đó có những bài học đã trở thành triết lý, quan điểm xuyên suốt đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết thêm, ngoài những bài học nổi bật nói trên, còn nhiều bài học phong phú từ Hội nghị Paris, nhất là các bài học về phong cách, phương pháp và nghệ thuật ngoại giao, cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và tổng kết để truyền lại cho các thế hệ ngày nay và mai sau. Thưa quý vị, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973 được coi là đỉnh cao của ngoại giao Việt Nam. Với thời gian đàm phán kéo dài gần 5 năm, đây được coi là hội nghị dài nhất trong lịch sử ngoại giao thế giới. Thành công của hội nghị Paris là chiến thắng của cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh quyết liệt giữa nền ngoại giao non trẻ với nền ngoại giao lão luyện của một siêu cường hàng đầu thế giới. Cựu đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh là một trong những thành viên của đoàn đàm phán hội nghị Paris năm xưa. Thời gian đó, ông Huỳnh đóng vai trò chính trong việc thảo lập trường 10 điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mình dựa vào cái chính nghĩa, còn họ bao giờ phi nghĩa. Nó nói cái gì mình mẹ được hết cả. Cái quan trọng nhất là mình giữ thế chủ động. Suốt cuộc đàm phán Paris là mình chủ động từ đầu chiều cuối. Làm sao mà ứng phó với đó được. Không để nó bắt nạt mình, không để nó gây khó khăn cho mình, mà đẩy mình vào thế bị động. Cái khó là khó chỗ đó. Với nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên, thành công của đàm phán Paris lớn đến mức ông chưa toại nguyện với những nghiên cứu đánh giá về hội nghị này. Nói về một trong những yếu tố tạo nên thành công của cuộc đàm phán lịch sử, theo ông, đó chính là yếu tố con người, với dấu ấn dụng nhân như dụng mộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thậm chí, nhiều bài viết phương Tây thời điểm đó đã có nhiều đánh giá, phân tích sâu về vấn đề này. Trong đàm phán của Việt Nam cũng như của thế giới,
chưa có một người nào đàm phán có một cái bản lĩnh như Lê Đức Thọ, dám đối đầu với một cái cường quốc, với Kissinger là đại diện cho một cường quốc như vậy. Nhưng mà không phải như thế không, mà khi thảo luận thì ông ấy là giữ cái lập trường của mình rất là vững. Và khi cần tấn công, khi cần chửi, phải nói là tôi chưa thấy một nhà ngoại giao nào trong đối thoại, kể cả tôi đi đàm phán, đi thương lượng như thế, mà dám nói một câu nặng. Nhưng mà phải nói Lê Đức Thọ nói, nó chịu nghe. Chứ còn nói để người ta khùng lên, người ta bỏ, người ta đứng dậy thì không được. Nhưng mà nói mạnh, nhưng mà nói được cho người ta chịu nghe, thì cái đấy là cái nghệ thuật. Thắng lợi của việc ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam là thành quả của cuộc đấu tranh kiên cường của nhân dân ta suốt 18 năm trước đó, đã đánh bại liên tiếp 4 chiến lược chiến tranh của Mỹ, đã mở ra giai đoạn mới với những thắng lợi lừng lẫy hơn, oanh liệt hơn, đánh sập toàn bộ chế độ thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tết là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm với những xáo trộn trong đời sống sinh hoạt. Năm nào cũng vậy, các bệnh viện phải chuẩn bị về nhân lực, vật tư y tế cho kỳ nghỉ Tết. Và năm nay, dù gặp nhiều khó khăn thiếu thốn trong mua sắm thuốc, vật tư y tế, nhưng các bệnh viện đã đảm bảo ở mức cơ bản để có thể phục vụ cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Trong suốt một năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai luôn trong tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế do gặp nhiều vướng mắc trong đấu thầu. Thậm chí có những lúc bệnh viện thiếu cả những thứ nhỏ nhất như khẩu trang y tế, bơm tiêm, dây chuyền. Ngành y tế tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều nguồn lực, mua sắm đầy đủ thuốc, vật tư y tế để việc cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết không bị gián đoạn. Trước Tết dương lịch, rồi đến chuẩn bị Tết âm lịch thì nói chung là phòng cũng được sự chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện, với phòng cũng đã có sự cố gắng hết sức là chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, hóa chất, sinh phẩm để phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Vật tư chú trọng nhất là trong thời gian mà nghỉ Tết đó, là nhất là những vật tư tiêu hao, vì những vật tư này sử dụng nhiều nên chúng tôi phải chuẩn bị trước. Còn những trang thiết bị thì đã có sẵn hết rồi. Các đơn vị y tế mà thiếu các nguồn kinh phí là Ủy ban tỉnh đã cho ứng, ví dụ như gần đây nhất đã cho ứng 21 tỷ để cho các đơn vị đảm bảo công tác lương phụ cấp và mua sắm vật tư y tế cơ bản phục vụ cho giai đoạn tới. Đề nghị các đơn vị là phối hợp với các công ty cung cấp làm sao đảm bảo mua được, nếu không được phải tạm ứng bằng được để đảm bảo phục vụ Tết cho bà con. Còn những vấn đề vướng mắc khó khăn thì chúng ta sẽ tính toán tiếp trong cái thời gian tới. Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc. Các địa phương tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Đồng thời bảo đảm chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến. Phân công kèm theo việc chuẩn bị về nhân lực, con người, trực, rồi thuốc, đảm bảo thuốc, men, trang thiết bị thiết yếu và đặc biệt là vấn đề máu. Khi mà có những cái cấp cứu, có những thảm họa thì sẵn sàng để mà có cung cấp. Năm nay thì có một cái đặc thù nữa, đó là chúng ta mở cửa với các bạn láng giềng Trung Quốc, rồi với cái biến chủng của Covid-19 thì lại phải tiếp tục tăng cường cái việc cảnh giác hơn nữa đối với cái việc mà biến chủng của cái thể virus này. Thế và tổ chức sẵn sàng các khu vực điều trị, cấp cứu, cách ly để đáp ứng cái tình hình nếu mà bệnh dịch mà có những cái diễn biến bất thường. Các bệnh viện phải chủ động liên hệ với các cơ sở cung ứng thuốc để đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, khẩn trương thực hiện mua sắm bổ sung khi có nguy cơ thiếu thuốc hoặc giao hàng không kịp tiến độ, triển khai kế hoạch dự trữ thuốc, bảo đảm sẵn sàng cung ứng thuốc. Bộ Y tế cũng cho biết, trong năm mới, công tác đấu thầu thuốc và vật tư y tế sẽ thuận lợi hơn do Bộ đã có những văn bản tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu thuốc và vật tư y tế.